Phật diễn nói một diệu âm, chúng sinh tùy lại đều hiểu được tiếng của Phật. Trong diễn nói mưa pháp rộng lớn khiến cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Xưa Phật tu các hạnh đã từng nhiếp thọ ta nên thấy được Như Lai, khắp thấy tất cả cõi. Thuở xưa Phật tu lục độ vạn hạnh đã từng nhiếp thọ ta cho nên ta thấy được Như Lai, khắp thấy tất cả cõi nước chư Phật. Chư Phật hiện thế gian, lượng đồng số chúng sinh, đủ thứ cảnh giải thoát chẳng phải ta biết được. Chư Phật xuất hiện ra thế gian, số lượng đồng với số chúng sinh, có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu chư Phật. Đủ thứ cảnh giới giải thoát của chư Phật đó chẳng phải dạ thần ta biết được. Tất cả các Bồ Tát và một lỗ lông Phật giải thoát diệu như vậy chẳng phải ta biết được. Hết thảy tất cả Bồ Tát đều vào một lỗ trần lồng của Phật giải thoát tam muội vi diệu như vậy chẳng phải dạ thần ta biết được. Gần đây có dạ thần tên Hỷ Mục quán sát, người nên đi đến đó hỏi tu Bồ Tát hạnh. Bên phải Bồ Đề Tràng gần đây có một vị dạ thần tên là Hỷ Mục quán sát chúng sinh. Người nên đi đến chỗ ngài đó hỏi làm thế nào tu Bồ Tát hạnh. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị dạ thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi. Lúc đó Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị dạ thần Phổ Đức Tịnh Quang, rồi đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng thiện tri thức, sau đó từ tạ mà đi về hướng nam, tìm cầu vị thiện tri thức khác.